Giờ này rồi sao còn chưa chịu về? Tại vì em chưa xong việc cho nên em ở đây làm. Chưa xong việc? Hay là tại vì chồng tôi còn ở lại đây làm việc cho nên cô cũng muốn ở lại đây? Hả? Em chưa có xong việc thiệt, chị Tú đừng có hiểu lầm. Đừng có mà lý do. Ủa, em tới đây làm chi vậy? Anh, thì em tới để chở anh đi sinh nhật của con Ly. Ủa, anh đã nói rồi, anh bận mà. Để dịp khác đi, em đi mình cũng được mà. Ngày xưa chỉ cần em muốn là anh sẽ bỏ việc đi với em. Bây giờ cưới được em rồi, anh trở mặt đúng không? Hay là anh tính ở lại để làm thêm? Sao? Tình công sở không rủ cũng tới. Em có thể ly dị với anh ngay lập tức đó. Em nói cái gì vậy? Chị Tú, chị đừng có hiểu lầm. Thật sự là em vẫn còn công việc chưa có làm xong. Em nói đi đâu vậy? Anh cần hoàn thành bản hợp đồng này để sáng mai gặp đối tác. Cái bản hợp đồng này rất quan trọng với công ty. Trong giai đoạn này không thể nào để sai sót được, em hiểu không? Nếu không tin á, em gọi điện hỏi ba đi. Cho dù có như vậy thì bây giờ anh đi với em một chút rồi anh quay lại làm cũng được, có sao đâu. Nè, anh còn chưa xong gì. Đi tới đó mà tâm trí không thoải mái thì đâu có vui vẻ gì đâu. Nè, mình với Ly á còn nhiều dịp gặp gỡ mà. Đừng có làm khó anh nữa. Nè, em đi đi, tôi kêu trễ đó. Anh làm việc tiếp đây. Hả? Nè, em gửi gấp này giùm anh đi. Dạ. Anh xin lỗi nha, tính tôi nóng vậy đó. Em đừng có giận nha. Không có gì đâu anh. Anh đứng lại. Ủa, mắc cái gì mà anh phải xin lỗi? Bộ em nói cái gì sai hả? Nè, anh coi chừng em đó. Anh nhớ đó. Cô á, coi chừng tôi đó.